Hi, xin chào các bạn. Hiện tại thì ở đây là toàn bộ ekip Running Man. Sau những ngày ròng rã ở trên đảo Vinpearl thì bây giờ mọi người tập hợp ở sân bay Cam Ranh và chuẩn bị chuyến bay trưa nay để về lại Sài Gòn. Đó là toàn bộ ekip. Ủa? Chào anh. Chào em. Anh là hình như trong ekip Running Man đúng không? Không, anh là chút xíu à. Anh làm nhiệm vụ gì trong đó vậy? Anh chỉ là sắp xếp xe cộ cho mọi người đi rồi hỗ trợ mọi người trong việc sản xuất thôi. À. Ủa vậy hết rồi. Vậy là. Chào em. Em hãy chào các bạn khán giả đi. Chào các bạn khán giả. Ủa đâu khán giả đâu? Dưới đây nè. Đâu khán giả đâu? Đây đây là một trong những BD tổng BD chính trong chương trình chạy đi chờ chi đó các bạn. Đó đây, nhận diện bằng cái ba lô này xuất hiện trong tập 5 tại ủa tập 4 tại trường Đại học Hồng Bàng. Trời ơi, đây cắm quay chụp em ơi. Đây cắm quay chụp em ơi, làm gì vậy? À chị quen quá chị. Hello em còn tiếp kê nghệ sĩ không ta? Em thả nghệ sĩ rồi chị. Ủa không đi chung mà. Đi về Sài Gòn nè. Hiện tại thì tụi mình đang có mặt ở sân bay Cam Ranh. Thì cỡ khoảng nửa tiếng nữa tụi mình sẽ khởi hành về lại Sài Gòn, kết thúc mùa 1 của Chạy Đi Chạy Chi Running Man Việt Nam. Và hôm nay mình sẽ phỏng vấn cảm xúc của một số thành viên trong ekip sản xuất. Mọi người cùng đón chờ xem nhé. Chào em. Anh giới thiệu bản thân mình chút đi anh ơi. Anh là một trong những thành viên trong team sản xuất của Chạy Đi Chạy Chi. Cũng mong là sớm có mùa 2 quay lại để các bạn khán giả không quên Chạy Đi Chạy Chi Ramen Việt Nam. Đây là một trong những thành viên BD hay còn gọi là đạo diễn về phía Việt Nam của mình đó. Thì bây giờ các bạn nghe anh tâm sự một đôi lời nhé. Anh ơi cho em xin miếng cảm xúc của anh khi mà kết thúc mùa 1. Kết thúc mùa 1 thì phút đầu rất là mệt nhưng mà khi mà kết thúc thì cảm giác rất là nhanh. 15 tập 1 còn nôn không? Tập 1 có nôn lắm không? 15 tập rất là ít và muốn chương trình được sự đón nhận nhiều hơn nữa và để có thêm động lực ở mùa 2. Chị ơi, vậy cho em biết cảm xúc của chị sau khi quay ngày cuối của Chạy Đi Chạy Chi với ạ? Vui lắm em. Chị rất vui. Chị nói thiệt đó em. Chị nói thiệt đó em. Tới chưa? Tới chưa? Tới anh rồi đó, tới anh rồi anh ơi. Anh hỏi đi em, phóng viên mà em kỳ quá hả? Anh ơi, sau 2 ngày quay ở Nha Trang, cảm xúc của anh hiện tại thế nào anh? Cảm xúc hả? Anh cũng không có cảm xúc gì đặc biệt. Nhưng mà anh tiếc cái áo 800 ngàn của anh. Trong cái ngày ở Sài Gòn, anh đã lặn lội ngày cuối, anh sắp xếp mọi thứ và anh chừa ra nửa tiếng đồng hồ để anh chạy đi mua được một cái áo 800 ngàn để anh mặc 3 ngày cháy nắng ở Nha Trang. Và cuối cùng anh không mặc được tại vì anh quên. Và bây giờ anh hơi bức xúc. Đây là chị BD mọi người ơi. Chị ơi, chị có lời gì muốn nói không ạ? Đang cố quên. Giờ mặc cái áo này rồi, mặc cái áo này thấy nó thả trời chưa sáng, nó 4 giờ ngồi mà bãi biển trong đó mặt nhìn nhau mà 7 giờ. Cái áo miếng lạnh nó không cho tôi nói chuyện cái áo tiên. Có cái áo mà buổi tối trước khi đi quay nó đeo cái thẻ nhân viên nó nằm ngủ sợ sáng quên. Sao mặc cái áo này từ Sài Gòn nó ra ngoài luôn, ngủ tắm gì cũng dễ mà nó quên. Họ biết tính tôi xưa giờ sao bảo nhé. Trời mẹ, tôi còn phải chớ chuyện của ông nữa. Đứa nữ viên dịch này mất dạy vậy chị? Nói văn dịch này mất dạy vậy? Tao tìm quên rồi ta. Mất dạy lắm, không có gì. Tao nói nghe nè, ở bên tiệm hàng á, dặn là em ơi ngày mai 6 giờ rưỡi on set nha. Nhưng mà nó sợ mình quên, cái nó đi qua kìa chị. Ngày mai 4 giờ on set nha, chuẩn bị standby đầy đủ. Trời chưa sáng, cửa lọ mở đi ra ngoài biển hồ. Không có biết, bây giờ quên rồi đó. Chào em. Nói chung thì mùa 1 của Chạy Đi Chạy Chi Running Man Việt Nam cũng kết thúc rồi. Thì em nằm trong ekip không dịch thì em có đôi lời nào gửi đến các bạn hay không? Em chỉ biết là team bị chửi nhiều lắm anh. Cho nên em chỉ muốn nói với mọi người là chuyện cũ mình bỏ qua. Cái gì vui mình giữ lại. Cái gì buồn mình bức xúc. Ủa, em còn, quên đi. Em còn cái ý định mua bao tải không? Mua bao tải làm gì chùm em? Lớp muối rồi lụm lên. Thôi được rồi anh, vậy thôi được rồi. Rồi thì em tâm có những cái suy nghĩ cảm xúc như thế nào? Em hãy nói cho các bạn biết đi. Em thấy tạm thời.
thời là khỏe được thời gian rồi đó, nhưng mà là tiết mùa 2 đi ngang. Em có đôi lời nào gửi đến khán giả hay không? Không có tính giải trí gì hết trơn. Không có. Không có tính giải trí. Không biết. Ủa kể lại chuyện sau bữa quay tập cuối khóc bù lu bù la. Ai khóc? Mày. Khóc rồi nào bà? Khóc. Đứng trong cái nhà nhà khóc bù lu bù la. Không có khóc rồi đó. Đang nói chuyện gì? Nó quay luôn nước mắt lã chả hai hàng này nè. Hỏi gì nói, nó kêu tao im đi. Mà tao muốn biết nó bị gì lắm luôn, kể lại coi. Không có bị cái gì hết, ý là lúc đó tự nhiên chia tay mọi người nên là cảm xúc nó dâng trào, tự nhiên nước mắt nó hơi rưng rưng. Không có hồi, chia tay gì đâu, tối nó về cũng đá cầu mà. Hay vậy hả? Vui quá. Bài miết mà chưa có bài luôn á. Ồ, bài luôn. Hẹn gặp lại mùa 2, bye bye. Hẹn gặp lại mùa 2, bye bye các bạn. Vẫn còn quay. Đi nhà có vẫn còn quay luôn đó. Chị chào các bạn đi, hẹn gặp lại mùa 2 đi. Gặp lại mùa 2, mùa 3, mùa 4, mùa 5 luôn.